ăn chưa con? Chưa nè, kêu mẹ ngồi đói con nè. Chuẩn bị cho ăn nhé. Bây giờ cô cho nó ăn ngày có một cử không? Tại vì nó béo phì quá, nó bự quá, cô cũng giảm cân. Cô nói thì cái cô cũng không hiểu sao, nhưng mà cô thấy từ cô mua con heo về cô nuôi thì cô nuôi, cô nghĩ là cô nuôi cũng cho nó chạy với con chó, cho nó trong nhà cho nó vui nhà vui cửa mà. Lúc cô mua thì nó là nó chỉ có chút xíu à. Bây giờ cô nuôi cái cô cũng cho nó ăn bình thường thôi, chứ không có phải là mà cho cám hay là cho ăn đồ bổ không có. Cô cũng cho nó ăn bình thường, như cô nấu cơm cả nhà ăn thì cho nó ăn tô, cho miếng canh đó, để cho nó ăn. Nó cái ngày hai cử. Bây giờ nó béo phì quá thì cô cũng nói là cô cũng cho nó ăn cái ngày có một cử thôi. Rồi cái sáng tới chiều cô cho nó ăn xong vậy thôi. Chứ nếu mà nó ăn nữa thì nó sẽ bự nữa, nó đi không nổi. Bây giờ đáng yêu quá hả? Chứ bây giờ nó thì bây giờ nó chỉ có ăn nó nằm không mà. Ví dụ mà cô có đi đâu về, đi chợ về thì nó không ngủ á thì nó thì thôi, nó ngủ nó ngủ thì thôi, còn nó không ngủ á thì nó thấy cô là nó kêu ụt 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 vậy đó. Xong rồi mình nựng nó thì nó lại nằm ngủ tiếp. Bây giờ nó hiện tại giờ em nó là 16 tháng, cô nuôi nó được 16 tháng rồi. Cô đi chợ đầu mối về thôi cô mới thấy cái ông đó ông bán, thì cô cũng đi qua rồi, cô ngẫm nghĩ sao thôi cô quay lại cô mua. Mà hàng cô thì chợ rất nhiều, cô quay lại cô mua. Cô mua cô không có phải là như người ta mà lựa con bự hay là con đẹp. Cô cứ nghĩ là cái con nào nó nhỏ nhất là được rồi, mình về mình nuôi là cũng là cho nó trong nhà chung với con chó, cho nó chạy lon ton trong nhà thôi. Mà thì cô nuôi nó càng ngày thì nó cứ càng bự, càng ngày nó càng bự. Dạ, dạ thưa cô, thì đối với hàng ngày thì em ở nhà thì em theo con biết thì em thường đi vệ sinh ở ngoài, không có đi ở trong nhà. Thì theo cô thì hàng ngày nói thì em đi vệ sinh như thế nào? Và cứ giờ nó ngủ, cứ một sáng nó ngủ từ sáng từ tối cho tới 3 giờ sáng tới 3 giờ chiều là cái cử của nó đi. Mà nó đi thì trước khi nó đi thì nó cũng kêu, nó cũng la lên là để mình lót cái dây cái thảm này cho nó đi. Nó đi tại vì nhà trơn lắm, nó phải đi ra tới ngoài kia thì bắt đầu là khỏi lót nữa. Ra tới đường là nền xi măng rồi mà không có phải lót nữa. Mà bây giờ nó chỉ có ăn nó nằm, rồi tới 3 giờ chiều nó đi ra ngoài, nó đi vệ sinh xong bắt đầu nó nằm nó coi xe chạy qua chạy lại rồi tới khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hai tiếng mấy, có khi tiếng mấy, nó coi xong rồi nó thấy trời chập tối là kêu nó là nó vô, còn không kêu thì nó cũng nằm chút, là lát tự động nó cũng vô. Bây giờ coi em là một thành viên trong nhà. Đúng rồi, cô coi nó như là con trong nhà vậy đó, nó dựa đó con thấy không? Dạ. Nó ngồi nó có phải dựa nó mới chịu được. Dạ. Nó thích lắm. Vậy là bé thích làm nũng là được nựng đó cô? Cứ ôm nó nựng nó vậy á là nó khoái lắm. Dạ. Bé thì cũng ít, đâu đâu có quậy trong nhà mình hả cô? Chẳng bao giờ nó quậy gì. Nó ngoan lắm. Ở trước thì nó còn nằm chung, bây giờ nó thua rồi, nó không nằm nổi, nó đi đâu có nổi đâu. Dạ. Nó dày nè, lắc nó thoải mái luôn á. Dạ. Vừa bé cũng gặp người lạ, bé cũng hay la rồi không? Có người lạ vô là tới gần nó thì nó sẽ hất ra. Nó biết, nó như là nó biết. Nó biết ai là ai quen. Dạ. Như nhà mấy đứa anh nó chọc nó thích thì nó cho, không thích thì nó la làng lên. Cái hay làm đúng là nhiều. Mình bình thường là cô là 3 giờ mới cho ăn hả cô? 3 giờ cô mới cho nó ăn, có khi chiều chiều tối thôi cho nó ăn, cho nó đi ngủ luôn. Dạ. Giờ nó mà ăn nữa là nó béo phì lắm. Cô chỉ sợ là nó tăng cân quá thì nó đi không nổi phải không cô? Đúng rồi. Bây giờ em nó cứ nói thôi mẹ giảm cân cho nó đi. Nó càng ăn nó càng được.
không ăn thì không được mà. Đúng rồi, bỏ đói nó thấy tội nó. Dạ. Mình đói còn chịu nổi đấy chứ nó. Dạ. Ừ. Nó không chơi cái chân rồi nó đi riết vào cái chân rồi nó móng rồi nó này. Dạ. Nên chúng mình xong rồi phải không? Dạ xong rồi cô. Ăn nó chứ. Lấy được mùi đồ ăn này đó. Đây đây đây, cho ăn nha. Đây đây. Đây, bắt đầu thấy đồ ăn này. Cho em. Rồi, được rồi. Nhìn thấy cưng. Bé ăn mỗi lần mì bao nhiêu ổ mì cô? Có khi 20, 30 ổ, 40 ổ. Không cho nhiều, nó ăn nhiều, nó ít ăn ít. Tùy thôi mình cho. Mình muốn giảm cân thì mình cho ít. Dạ. Còn mình muốn ăn nhiều thì cho nó ăn nhiều vậy thôi. Dạ. Nhà dạ. Hồi trước nó còn xé, nó tự trưng nó đạp, chứ bây giờ nó hết đạp rồi, đạp hết nổi rồi. Dạ. Ừ, bây giờ nó ăn vậy đó. Ăn mì này nó cũng ít chất dinh dưỡng nên nó cũng đỡ cho em là no nhưng mà không nhiều để cho. Ừ, nó cũng béo phì đó con, nếu mà nó ăn thì nó cũng béo phì lắm. Dạ. Ừ. Nó khô lắm, nó không được cái quạt nó nằm không á. Ở trong nhà nó nóng được, ở đây nó vô trong nhà có quạt rồi nó nằm. Tại sao cứ hỏi nhiều quá đông ra nọ xong rồi lát nữa người này tới, người ta tới tới quá trời luôn á. Dạ. Cứ cả ngày. Cái cô chẳng có làm gì được, nó tụi nó không có chuyện. Sẽ có lên mẹ suốt cả ngày. Cái thằng kia đưa điện thoại đây. Để cho thằng Đảm lấy. Người mua hỏi bán chứ cô cũng không bao giờ bán. Dạ. Cô nói, con chim kia còn cô còn người ta thả nó thịt nó bay kia còn cô còn nuôi con nhốt đến giờ. Dạ. Tại nghĩ là mình nó là một con chim mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Gọi nó là con gái cưng. Nó còn ngủ chứ không ai mà nó lên tiếng mà nó trồn dậy hết á. Dạ. Cô chị kêu cô một cái là nó ngóc đầu lại liền rồi sao nó nói cô ngủ đi, nó lại lăn lại nó ngủ. Cứ chọc ghẹo nó vậy. Dạ. Vậy là bé nằm ở đây ngủ luôn tôi cả ban ngày còn đêm luôn hay sao cô? À, không á, nó thích thì nó vô trong nhà nó nằm. À. Nó không thích thì nó nằm ngoài này. Rồi kêu cứ lần vô, bữa vô cứ sáng tắm, trưa tắm, chiều tắm, tắm nếu sợ nó bị tắm quá, ai cũng đòi tắm không à. Con tại vì do là yếu tố là cần những đặc điểm cho bé nó. Tôi thấy nó có cái đặc điểm là ăn thua là mình nhìn cái cách của nó. Dạ. Đúng không? Chứ đâu phải gì cái tắm đó. Tắm thì ai cũng phải tắm nha, nó không tắm thì nó hôi sao chịu nổi. Dạ. Con thấy hôi không? Không biết chắc là do ngạt mũi. Con đâu thấy gì đâu, cũng thấy bình thường mà. Chưa có đâu có hôi gì đâu. Rồi quay cho nó ăn. Nó đang ăn nó khó chịu lắm, nó không có cho ai đụng mặt mũi nó. Dạ. Cô cứ phải lau mặt mũi cho nó xuống. Nó đòi ăn nó không có cho được cái người nó. Khó chịu lắm. Nó ăn không cho lao. Bây giờ tranh thủ vô nó xương trước mà. Mẹ làm cho con nha. Mẹ thương mà. Ờ.
mình thôi. Rồi nó được buồn ngủ nó không cho. Dạ. Thank you.
Dạ. Dạ cô. Đây là con lọc lại đúng không? Dạ. Chứ đâu có để nguyên đây. Dạ đúng rồi, con ngồi lọc lại nữa cô. Giờ nó lọc ngay á. Đây. Đây là hình ảnh bé heo chúng ta đang ăn rất là ngon lành. Ví dụ bé heo đang ngủ nhưng mà bé heo ăn rất là ngon, thoải mái. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là bé heo này đây. Sở hữu với thân hình hơn 100kg thì như vậy thì bé ta đang nằm ngủ dưới một giấc trưa nắng. Dạ dạ cô cứ làm đi cô. Lên báo nữa, tại vì khó khổ nữa. Đâu có gì đâu cô. Đây, bé đang làm biếng, đang lười. Quá thân hình hơn 100kg của mình, nhưng bé rất được là chủ nhà thương, rất được là cô chủ rất là được cô hữu thương. Quá thân hình trên 100kg do sự chăm sóc kỹ càng và yêu thương của cô chủ nhà nên bé heo ta cảm thấy rất là thoải mái ở trong với nhà này, với ngôi nhà này.